Bản quyền phim Full Hạ Tầng tại Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần Truyền thông Hòa Thủ. Tập 45. Để bị làm sao vậy hả? Sao vậy? Tính lại đi. Cái này cho thê tử. Để nói cái gì vậy? Để giống không muốn liên lụy huynh. Xin huynh hãy thứ lỗi cho đệ, tha lỗi cho đệ. Đại thúc ơi, thúc hãy tỉnh lại đi. Đại thúc ơi, ta xin con nhất định phải rửa nỗi oan khiến cho cho đồ gấp. Đại thúc ơi, cho đồ gấp. Đại thúc ơi, thế tử điện hạ chính là Phong Lưu công tử đó. Ngày ấy sẽ lo liệu mọi chuyện. Chúng là đồng đảng của Phong Lưu công tử, bắt lấy tất cả bọn chúng. Dạ. Đó. Tên này chính là Phong Lưu công tử. Mau lục soát khắp nơi cho ta. Tất cả đi lục soát. Rõ. Dạ. Cha cha. Đi mà lên đi. Hả? Có thể không vậy? Ta biết ngay luôn mà. Không phải mà. Trời. Nè. Đâu rồi? Ngài là thư sinh bóng đêm sao? Giang Xuân đâu? Tiểu tử đó đâu rồi? Tỷ em nói là để quên đồ ở nhà. Đây là kẻ đã khiến cha con đuổi giận, có đúng vậy không? Dạ. Chúng đã biết trước kế hoạch của chúng ta. Chúng đã âm thầm chờ đợi để bắt hết đồng đạc của Phong Lưu công tử. May mà thi thể đó tới giờ vẫn chưa bị một ai phát hiện ra. Giang Xuân đang bị du lộc Phong Lưu công tử nên bị bắt. Nàng hãy tới bến tàu để ngăn cản, không cho thuyền đến đảo Tam Na khởi hành. Ta sẽ cứu Giang Xuân và cha cô ấy rồi gặp nàng ở đó. Mau đi đi. Dạ thưa đại nhân. Thế tử tha tội, trung thần đã nhận được lệnh do hoàng thượng đưa ra, không cho phép một ai được bước chân ra ngoài. Ta muốn ra ngoài vì cần gặp Nô Hắc Dông. Thưa thế tử, Nô Hắc Dông bị bắt vì tội câu kết với Phong Lưu công tử. Đại nhân. Dạ trong. Đại nhân à. Không đâu không đâu. Gì vậy hả? Đại nhân à, đại nhân à. Không mà, có chuyện gì vậy đại nhân? Không đâu mà. Đại nhân. Cha cha. Vào trong. Cha không sao chứ? Cha, không phải thế tử chính là Phong Lưu công tử sao? Tại sao họ còn vu cho con là Phong Lưu công tử?
Chuyện này là sao vậy cha? Hả? Chắc chắn là bọn họ cố ý làm như vậy. Con hãy nghe kỹ lời của cha. Sau này con không được nói với bất kỳ ai Thế Tử chính là Phong Lưu công tử đâu. Chúng ta coi như không biết gì hết. Có biết chưa? Có biết chưa? Lỡ chúng ta phải gánh hết những tội trạng này thì sao? Chỉ cần chúng ta nói Thế Tử có liên quan thì chắc chắn chúng ta sẽ mất mạng ngay lập tức đó. Con đừng lo, rồi sẽ có cách thôi. Cha nhất định sẽ nghĩ ra cách cứu mình. Đại nhân, thuyền đến đảo Tam Na đang đợi ngươi, chúng ta đi thôi. Cứu tôi với, có ai không? Cứu tôi với. Xin ngài đừng hại con gái tôi. Xin hãy tha cho con gái tôi đi. Xin hãy tha cho chúng tôi mà. Có ai không cứu chúng tôi với? Cha, có chuyện gì vậy? Có ai không cứu chúng tôi với? Nè, ông không biết ta là ai sao? Trước đây cha tôi từng là người ghi chép cho Thế Tử Sa Đông. Cha tôi luôn nói với tôi là phải tránh xa đại nhân. Cứu chúng tôi với. Có ai ở ngoài đó không? Ông biết bản ghi chép của Thế Tử Trường Hình đang ở đâu đúng không? Xin hãy tha bạn mà. Cứu tôi với. Cha, cha. Tất cả bảo vệ hoàng thượng. Làm ơn cứu tôi với. Cha đừng vậy mà. Cha bình tĩnh lại đi. Tôi cầu xin ngài. Xin ngài. Xin hãy lấy mạng tôi trước đi. Đi thôi cha. Chúng ta lên thuyền rồi khỏi đây đã nha. Xin ngài lấy mạng tôi thay cho con gái tôi. Xảy ra chuyện gì? Xin cứu mà. Ta hỏi xảy ra chuyện gì? Xin đại nhân cứu mạng. Xin hãy cứu mạng. Cha ơi cha. Xin đại nhân hãy cứu mạng. Con gái của tiểu nhân vô tội mà. Xin tha mạng. Không thể nào. Tôi đã xác nhận rồi. Phu quân của bà và cả Giang Xuân đã bị quân triều đình bắt đi. Nhưng mà họ vô tội mà. Hiện giờ họ đang có bằng chứng để cho thấy Giang Xuân chính là Phong Lưu công tử. Và phu quân của bà cũng đã bị coi là đồng đảng của Giang Xuân. Con gái. Mẹ à. Chúng ta đi thôi. Chúng ta đi cầu xin họ thả cha con và chị của con ra ngoài. Đi nào. Có một cách để cứu hai người họ. Bản ghi chép của Thế Tử Trung Hiên, bà có từng thấy không? Trong nhà của chúng tôi có rất nhiều sách. Bà có thể vẽ lại những gì bà đã thấy không? Xin hãy đưa cho tôi giấy và bút. Ngài xem đây có phải là thứ mà ngài đang tìm kiếm không?
tôi biết thứ này đang ở đâu. Chỉ cần tôi giao nó cho ngài, ngài có thể cứu phu quân và con của tôi được không? Ngài có thể mang đi hết, nhưng mà tôi chỉ cầu xin ngài cứu mạng phu quân và con gái của tôi thôi. Xin hãy cứu chúng tôi, thưa đại nhân. Ừ.